Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rita. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái bó hoa với cốt bó hoa tròn nha các bạn. Cái clip hướng dẫn làm hoa thì mình để trong phần mô tả của video này nha. Các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu và dụng cụ như trong video này nhé.